Vâng, xin chào quý vị và các anh chị em nhà đầu tư. Thì hôm nay trong cái chương trình livestream hàng tuần vào 9 giờ tối chủ nhật thì AZFIN Việt Nam sẽ cùng trao đổi với quý vị nhà đầu tư về các cái chủ đề liên quan đến đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán. Đó. Và buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với các bạn trao đổi với nhau với cái chủ đề chứng khoán phái sinh là gì, rủi ro đối với những nhà đầu tư mới như thế nào. Thì nội dung hôm nay gồm có các phần sau: một, ta hiểu định nghĩa chứng khoán phái sinh là gì; hai là mục đích và ý nghĩa của chứng khoán phái sinh; ba là những ai phù hợp với đầu tư chứng khoán phái sinh; thứ tư là nhà đầu tư mới có nên đầu tư hay không, hay nói cách khác là có những rủi ro gì đến với họ để họ phòng tránh; và thứ năm là chương trình hỏi đáp trao đổi của AZFIN và quý vị. Đầu tiên đó là chứng khoán phái sinh là gì. Thì tôi cho rằng nó là một loại chứng khoán. Đầu tiên nó là một loại chứng khoán đã. Và chứng khoán nó là một loại tài sản tài chính được hình thành trên cơ sở một tài sản cơ sở nào đó. Chúng ta hãy hiểu cái từ phái sinh nhé, tức là nó phát sinh trên cơ sở một tài sản nào đó. Ví dụ hợp đồng tương lai quặng sắt chẳng hạn, Hòa Phát hay phải nhập quặng từ Brazil, từ Australia hay từ một số nước khác chẳng hạn, thì họ có các cái hợp đồng quặng sắt. Thì cái hợp đồng quặng sắt thì nó gọi là chứng khoán phái sinh. Thì để mà có hợp đồng quặng sắt thì nó có một cái tài sản cơ sở, đó chính là quặng sắt. Hay là nhiều người nói đến hợp đồng tương lai đường chẳng hạn, đúng không? Thì hợp đồng tương lai đường đó là chính là chứng khoán phái sinh, còn đường chính là tài sản cơ sở. Hay là đối với dầu mỏ cũng vậy, dầu mỏ là tài sản cơ sở, còn hợp đồng tương lai dầu mỏ đó là chứng khoán phái sinh. Hay là cao su cũng vậy, cao su thì thường hay được giao dịch trên sàn của Tokyo, thành ra cao su hay tính theo giá đồng yên. Đó, thì với cao su thì là chứng khoán cơ sở, nhưng mà hợp đồng tương lai cao su là chứng khoán phái sinh. Hồ tiêu cũng vậy, cà phê, rồi rất nhiều các nông sản, rồi vàng, rồi đồng, rồi đủ thứ trên đời, nó đều là những cái tài sản cơ sở có thể tạo ra những cái chứng khoán. Trên cái cơ sở đó nó gọi là chứng khoán phái sinh, và thường nó chính là cái hợp đồng tương lai chẳng hạn. Ở Việt Nam có những loại chứng khoán phái sinh nào? Thì ở Việt Nam thực tế có rất nhiều loại chứng khoán phái sinh, chứ không chỉ có ít như mà một số quý vị có trao đổi với chúng tôi như ở trên sàn đâu ạ. Thì thứ nhất, cái phổ thông nhất đối với nhà đầu tư chứng khoán có thể biết đến đó là hợp đồng chỉ số VN30. Nói tóm lại, Việt Nam có một danh mục gọi là VN30, tức là 30 cổ phiếu hàng đầu của thị trường chứng khoán. Đó, thì nó có điểm số của nó là 900 điểm, 800 điểm, bao nhiêu đấy, nó như kiểu VN Index. Thì người ta dựa vào cái VN30 này, người ta phát hành ra 4 cái loại chứng khoán phái sinh theo các kỳ hạn sau. Thứ nhất là kỳ hạn 1 tháng, kỳ hạn 2 tháng, kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 6 tháng. Thì ở Việt Nam thì chưa có cái hợp đồng tương lai phái sinh chỉ số nào mà trên 6 tháng cả. Ở nước ngoài nó có thể có những hợp đồng 2 năm, nhưng ở Việt Nam hiện mới chỉ dừng lại tối đa là 6 tháng. Tức là từ ngày nó bắt đầu phát hành ra cái hợp đồng này, 6 tháng sau nó sẽ hết hiệu lực và nó sẽ thay thế bằng một hợp đồng khác. Hay là hợp đồng 1 tháng cũng thế. Tức là nó là ví dụ nó đóng cửa vào 18 tháng 6 năm 2020 này, một hợp đồng đóng cửa thì ngay lập tức có một hợp đồng thay thế. Làm sao để đảm bảo rằng trong đồng thời một lúc có 4 hợp đồng gồm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Tiếp theo, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ nó cũng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó. Tuy vậy, cái hợp đồng này thì rất ít được giao dịch. Thế thành ra mọi người gần như không chú ý đến nó, thậm chí 99,99% nhà đầu tư không biết đến sự tồn tại của nó. Tiếp theo, chứng quyền của các cổ phiếu thì nó cũng là chứng khoán phái sinh. Ví dụ chứng quyền của FPT, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vinamilk, Ngân hàng Quân đội, Techcombank, Ngân hàng VPBank, RE, vân vân và vân vân, SSI. Đó là những cái chứng quyền của các cổ phiếu này. Và chứng quyền là một loại chứng khoán phái sinh. Ý tức là giả định cổ phiếu FPT bây giờ đang giao dịch giá 46 chẳng hạn,
người ta phát hành ra cho bạn một cái quyền có thể mua FPT sau 3 tháng nữa, 4 tháng nữa chẳng hạn, hoặc 1 tháng nữa, 2 tháng nữa, với giá khoảng độ 50.000 chẳng hạn. Tức là bạn phải trả ra khoảng 2-3.000 đồng để bạn mua cái chứng quyền được mua cổ phiếu FPT giá 50.000 trong 6 tháng sau chẳng hạn. Thì khi đó 6 tháng sau giá cổ phiếu FPT lớn hơn 50.000 cộng thêm cái giá chứng quyền 2.000 chẳng hạn, tức là lớn hơn 52.000 thì bạn sẽ có lãi. Còn nếu mà dưới 50.000 thì bạn lỗ hoàn toàn cái chứng quyền 2.000 đó. Còn từ 50.000 đến 52.000 thì bạn sẽ lỗ ít hơn. Đó, ví dụ như thế. Tiếp theo là hợp đồng tương lai hàng hóa ở sàn giao dịch hàng hóa. Thì ở Việt Nam gần đây, chính phủ rồi là các cơ quan quản lý nhà nước đã cho phép thành lập các cái sàn giao dịch hàng hóa. Đó chính là giao dịch phái sinh hàng hóa đấy ạ. Ví dụ hợp đồng của tôi có nhu cầu sử dụng 1 tấn cà phê vào tháng 9 năm 2020 chẳng hạn. Nhưng mà tôi lo sợ giá cà phê thời điểm đó nó có thể biến động mạnh, như ví dụ có thể biến động tăng chẳng hạn. Như vậy tôi đến tôi mua một cái hợp đồng mua cà phê tháng 9 tới giao cho tôi với giá thỏa thuận hiện nay, sao cho phù hợp với mục tiêu, mục đích của tôi. Đấy, ví dụ như vậy. Đó, bên cạnh đó còn có rất rất nhiều các chứng khoán phái sinh khác mà chúng ta chưa biết đến. Ví dụ các cái hợp đồng như ở trên tôi nói, hợp đồng đường, dầu mỏ, quặng sắt, vân vân, cũng có chứng khoán phái sinh rồi, và ở Việt Nam cũng có rồi nhưng nó chưa niêm yết và nó thường dành cho các tổ chức nhiều hơn và các nhà đầu tư cá nhân về cơ bản chưa tiếp cận đến nó cho nên chưa biết. Tiếp theo đây, các cái chứng khoán phái sinh đây. Đây là tôi chụp lại cái hình ảnh bảng giá. Đầu tiên đây là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đấy ạ. Chúng ta nhìn thấy đầu có VN30 F tức là future, tức là tương lai đấy ạ. 2006, đúng không ạ? Tức là tháng 6 năm 2020. Thì cái ngày đáo hạn là ngày 18 tháng 6 năm 2020 đấy ạ. Hay là hợp đồng 2007, tức là tháng 7 năm 2020, thì đáo hạn vào ngày 16 tháng 7. Đó. Thì cái hợp đồng 18 tháng 6 này nó cũng đã có được gần 1 tháng rồi. Thì đây là 1 tháng này, 2 tháng này, đúng không ạ? 3 tháng và 6 tháng. Đây VN30F2009, tức là tháng 9 năm 2020. Rồi 2012, tức là tháng 12 năm 2020. Đây là viết tắt ạ. Đó. Thì hiện nay về cái hợp đồng phái sinh liên quan đến hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thì mới có 4 loại hợp đồng như thế này thôi ạ. Tiếp theo, về cái chứng khoán phái sinh liên quan đến trái phiếu chính phủ. Đây ạ, có 3 mã nhưng mà không có giao dịch gì cả. Bởi vì cái trái phiếu chính phủ này đa phần là các tổ chức lớn họ giao dịch với nhau và họ cũng ít khi họ sử dụng cái phái sinh này. Rồi tiếp theo ở dưới đây là các cái chứng quyền, ví dụ chứng quyền CFPT 2005. Đó, tức là chứng quyền cổ phiếu FPT. Tổ chức phát hành đây là VND. Hay là chứng quyền Hòa Phát 2005, hay chứng quyền MBB 2004, hay là chứng quyền Thế Giới Di Động 2005, đúng không ạ? Rồi là chứng quyền PNG 2002. Đó, đây là các cái loại chứng quyền. Đó, đây là các cái loại phái sinh niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, mục đích và ý nghĩa của chứng khoán phái sinh chính là phòng ngừa rủi ro. Tuy vậy, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, đã biến cái phòng ngừa rủi ro này trở thành một cái mục đích khác, đó là mục đích giành giật, tranh đấu với nhau, hay nhiều nhà đầu tư gọi là ta đánh bạc ở trên thị trường chứng khoán. Đó, họ không dùng để phòng ngừa rủi ro mà họ dùng để họ thích rủi ro, tức là họ kinh doanh cái rủi ro đó. Ví dụ, phục ví dụ nhé, về cái mục đích phòng ngừa rủi ro đó, lo sợ giá điều hòa mùa hè tăng chẳng hạn, thì phục mua một cái hợp đồng mua cái điều hòa đó vào cái tháng 7 sắp tới chẳng hạn, tháng 7 sắp tới. Hay là phục mua từ cái thời hồi mùa đông, hồi quý 4 của năm 2019, để cho 20 tháng 6 2020 mình có một cái điều hòa mình lắp ở nhà mình. Đó, do lo sợ là mùa hè năm 2020 này sẽ rất nóng, giá điều hòa có thể tăng. Thế cho nên phục đến gặp nhà bán điều hòa: ông ký vào đây cho tôi một cái hợp đồng, tôi mua một cái điều hòa của ông vào ngày 20 tháng 6 2020, ông giao cho tôi với giá cố định anh em mình thỏa thuận bây giờ.
Thế như vậy là Phục biết được trước cái giá của cái điều hòa mình sẽ dùng. Do đó, kể cả mùa hè nắng nóng đến mấy đi chăng nữa thì Phục vẫn mua được với cái điều hòa này với giá cố định là 20 triệu, kể cả nó 30 triệu, nó 40 triệu. Thì đây người ta gọi là mục đích phòng ngừa rủi ro. Hay quý vị và các bạn chẳng hạn, đợt Covid vừa rồi có sử dụng cái máy tính chẳng hạn, sử dụng máy tính. Thế do đó nhưng mà chúng ta chưa sử dụng luôn và chúng ta lo sợ là Covid trên toàn cầu nó sẽ ngăn chặn giao thương, làm cho giá máy tính có thể tăng cao chẳng hạn, thì chúng ta đến ký hợp một hợp đồng với Thế Giới Di Động. À, 6 tháng sau ông bán cho tôi một cái laptop với giá bây giờ tôi với ông thỏa thuận với nhau. Thế như vậy 6 tháng sau kể cả laptop có thiếu đi chăng nữa, giá có cao gấp mấy đi chăng nữa thì chúng ta vẫn được mua với một cái giá cố định như vậy. Thì đấy là mục tiêu của chứng khoán phái sinh ra cho chúng ta. Hay một ví dụ cụ thể về một doanh nghiệp chẳng hạn, Hòa Phát lo ngại do Covid-19 có thể kéo dài ở Brazil. Thì đây là nước đâu có số ca nhiễm đâu lớn thứ hai thế giới rồi thì phải. Thì sẽ khiến cho các mỏ quặng bị đóng băng và giá quặng sẽ đẩy lên cao trong tương lai. Và để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra thì Hòa Phát mua một hợp đồng tương lai, giả định là mua quặng 2 triệu tấn này, chẳng hạn, với giá xác định là khoảng 50 đô một tấn quặng chẳng hạn. Ví dụ như thế. Và giao vào cái tháng 9 năm 2020 chẳng hạn. Thì khi đó đến tháng 9 năm 2020 thì Hòa Phát đã được mua cái quặng ấy với một cái giá cố định rồi. Chứ họ không sợ cái việc giá quặng lên 100, 200 hay vân vân. Thì đấy là mục đích của chứng khoán phái sinh, là để phòng ngừa rủi ro. Và thực tế các doanh nghiệp lớn trên thế giới họ sử dụng rất nhiều. Ngay cả ở Việt Nam các doanh nghiệp lớn họ cũng sử dụng rất nhiều. Ví dụ các doanh nghiệp liên quan đến hạt nhựa này, phải nhập khẩu nhiều này, liên quan đến gọi là nguyên vật liệu dệt may rồi vân vân, họ cũng phải sử dụng này. Hay là liên quan đến quặng sắt như Hòa Phát cũng dùng này. Còn ở trên thị trường chứng khoán, các cái tổ chức họ áp dụng phòng ngừa rủi ro như thế nào? Thì tôi ví dụ ở đây Dragon Capital chẳng hạn. Giả định bây giờ chúng ta có thể thấy họ sở hữu cái danh mục cổ phiếu lên cái cả tỷ đô, đúng không ạ? Và nếu họ dự báo rằng thị trường chứng khoán tương lai có thể giảm rất mạnh do kinh tế khó khăn chẳng hạn, nhưng mà Dragon Capital không thể vác hoàn toàn cả 1 tỷ đô cổ phiếu họ đang sở hữu bán tràn ngập trên thị trường được. Nếu họ bán như thế thì một, nó sẽ làm giảm giá rất mạnh các cổ phiếu họ bán ra, thậm chí 3 sàn, 4 sàn, 5 sàn và rất nhiều sàn. Thế do đó họ thiệt hại một cách vô cùng lớn nếu họ bán ra như thế. Thứ hai, đến lúc họ dự báo thị trường chứng khoán tăng trở lại chẳng hạn, họ muốn mua lại thì họ không thể mua được. Bởi vì khi họ đã bán ra thì cổ phiếu ấy có thể là bị đối tác ngoại khác mua sạch, thành ra hết room họ không mua được. Hoặc kể cả còn room đi chăng nữa, khi họ mua với cả 100 triệu đô một cổ phiếu hoặc hơn trên sàn thì nó sẽ làm giá cổ phiếu có thể tăng trần 5 phiên, 7 phiên, 10 phiên. Chính vì thế họ phải mua với giá rất cao và rất chát chúa. Bởi vậy, cái chứng khoán phái sinh ra là giúp cho những cái đối tượng như thế này phòng ngừa cái rủi ro như thế. Đó, họ có thể bán cái hợp đồng phái sinh ở cái mức điểm hiện tại. Ví dụ như hiện tại là 900 điểm, VN30 họ dự báo có thể giảm về 700 điểm. Chính vì thế, họ có thể bán luôn cái hợp đồng tương lai, cái chứng khoán phái sinh này ở mức 900 điểm. Nếu thị trường chứng khoán phái sinh giảm về 800 điểm thì danh mục của họ lỗ đâu đó khoảng 10%, nhưng phái sinh của họ sẽ lại lãi được 100 điểm trên một hợp đồng, tức là khoảng 10 triệu đồng một hợp đồng. Từ đó họ lấy cái tiền từ phái sinh, họ bù đắp được cái khoản lỗ từ hợp đồng cơ sở. Đấy là ví dụ như thế. Còn nhiều người cứ hỏi rằng ui, nếu dự bán thì báo thị trường xuống tại sao không bán đi? Thì đối với bạn nhà đầu tư nhỏ thì bạn hoàn toàn có thể bán được, nhưng đối với những tổ chức rất lớn thì họ không làm được điều đó. Hay là trên thế giới chẳng hạn, vừa rồi có một cái vụ mua hợp đồng phái sinh đâu đó chỉ 10 triệu đô mà thu lãi hơn 2,6 tỷ đó, của Bin Akma. Đúng không? Ông ta là một trong những cái giám đốc quỹ đầu tư đầu cơ nổi tiếng nhất thế giới. Do cái lượng chứng khoán ông ta giữ rất lớn, một là ông ta phải lựa chọn bán tống bán tháo ra, hai là ông có thể sử dụng một cái hợp đồng tương lai, một cái hợp đồng phái sinh. Do đó là ông ta đã sử dụng hợp đồng phái sinh, không phải bán chứng khoán cơ sở của mình đi mà vẫn có thể phòng ngừa được cái trường hợp chứng khoán cơ sở có thể giảm giá. Thì đấy là những cái ý nghĩa rất là sâu xa, và đấy là cái mục đích chính sinh ra những cái chứng khoán phái sinh này.
Tuy vậy, đối với nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt ở Việt Nam, rất nhiều người không hiểu mục đích của họ, của chứng khoán phái sinh là gì, và họ đã đánh bạc trên cái thị trường này là chủ yếu, suốt ngày long long sọt sọt mà chả hiểu là đang làm cái gì. Đó. Tiếp theo, những ai phù hợp với chứng khoán phái sinh ấy, thì tôi xin nêu ra những người phù hợp với chứng khoán phái sinh như sau. Thứ nhất, một nhà đầu tư muốn phòng vệ cho vị thế hiện tại của mình, như trường hợp tôi vừa nói đó là Dragon Capital chẳng hạn. Họ nghĩ thị trường chứng khoán có thể giảm nhưng họ không thể vác cả tỷ đô lên sàn bán. Như vậy họ sẽ thiệt hại rất lớn bởi vì cung rất nhiều. Đúng chưa? Hay là khi họ muốn mua lại họ không thể mua lại. Vì thế họ có thể bán một hợp đồng phái sinh để cho nó giảm sâu xuống. Đó, bán hợp đồng phái sinh. Nếu thị trường chứng khoán nó giảm thật thì họ lãi từ phái sinh, họ bù đắp cái phần lỗ từ chứng khoán cơ sở. Đúng không ạ? Thì đấy là đáp ứng cái mục tiêu của họ đề ra. Hoặc là nếu họ dự báo thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư ngoại chẳng hạn, họ thì dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng rất là mạnh, thì họ có thể mua cái hợp đồng chứng khoán phái sinh VN30 thay vì họ phải gom rất nhiều các cái cổ phiếu để cho đủ một danh mục. Bởi vì có rất nhiều cổ phiếu ngon ở trên sàn hiện nay không còn zoom cho nhà đầu tư nước ngoài, vì thế họ không thể mua luôn. Và chính vì thế họ có thể mua một hợp đồng tương lai. Nếu mà VN Index từ VN30 từ 900 lên 1000 chẳng hạn thì họ lãi được 100 điểm. Nhưng mà chứng khoán thì họ không thể mua được. Thế do đó họ có thể dùng phái sinh. Tiếp theo, hai là những nhà đầu cơ và trader chuyên nghiệp muốn kiếm tiền nhanh và có cảm giác mạnh. Thì thực sự mà nói, người ta trading phái sinh thậm chí lên đến từng giây cơ, từng giây, từng phút. Thế thành ra họ dành cho các nhà đầu cơ và trader chuyên nghiệp, chứ họ không dành cho những người amateur không có thời gian để ngắm thị trường. Bởi vì sao? Nếu bạn giữ cái hợp đồng này qua đêm, biết đâu nếu thị trường sập như hôm vừa rồi chẳng hạn, có thể bay 4-50 điểm, thậm chí cháy luôn cái tài khoản của bạn. Lúc nào không biết, tức là về không đấy ạ. Và thứ ba là dành cho những cái con bạc khát nước. Và sòng phái sinh là một sòng hợp pháp. Hợp pháp, nó không giống như sóc đĩa. Đây là hợp pháp. Bởi vì ở trên cái thị trường chứng khoán phái sinh này, nếu bạn thắng thì người kia thua. Đó, nó cũng 50-50. Nhưng có một điều là bạn phải trả phí cho dealer, trả phí cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, những người thành lập lên cái này. Đó. Tuy vậy, nó cũng y như việc chẵn lẻ vậy. Bạn thắng thì người khác thua. Tiếp theo, vậy thì nhà đầu tư mới có lên đầu tư chứng khoán phái sinh hay không? Thì ở trên tôi sẽ giải thích rất rõ chứng khoán phái sinh là gì rồi và các đặc điểm của nó. Thì bây giờ đến lượt nhà đầu tư mới có nên không? Thì chúng tôi cho rằng là không. Khẳng định luôn với nhà đầu tư mới như thế. Bởi vì nó rủi ro vô cùng lớn. Một hợp đồng phái sinh bây giờ nhiều công ty cho ký quỹ thậm chí có 4 đến 5 triệu, 6 triệu đồng. Thì như vậy chỉ số biến động ngược khoảng độ 60 điểm là chúng ta có thể mất trắng 100% số tiền chúng ta đầu tư. Ví dụ bạn mua một hợp đồng giá 6 triệu đồng, ký quỹ 6 triệu đồng, chỉ số giảm từ 900 xuống 850 chẳng hạn, như vậy bạn mất luôn 5/6 triệu. Và người ta lúc ấy người ta sẽ bán hợp đồng của bạn ra để người ta thu hồi. Bởi vì người ta sợ là đến dưới, sâu hơn nữa là có thể âm tài khoản của người ta. Thế do đó họ sẽ bán. Chính vì thế nó nên rất rủi ro. Hoặc là nó chỉ cần xuống 30 điểm thôi, như hôm cách đây vài hôm chẳng hạn, thì ngay lập tức bạn đã mất một nửa số tiền của mình rồi đấy. Thứ hai, chơi phái sinh thì như chơi sóc đĩa như tôi nói vừa trên. Nhưng mà chơi sóc đĩa này thì lại là chơi sóc đĩa không phải giữa hai người ngang bằng nhau và chơi sóc đĩa với nhà cái ở Macau hay Las Vegas. Bởi vì rất đơn giản, có những cái tổ chức rất lớn, có những nhà đầu tư cá mập trên cái thị trường phái sinh này. Họ thậm chí nắm cái những cái danh mục cổ phiếu vô cùng lớn. Và để thực hiện mục đích ở trên phái sinh này, có thể họ mua hợp đồng phái sinh trước, rồi sau đó cuối phiên họ bắt đầu đẩy tiền vào mua chứng khoán cơ sở, đẩy giá hợp đồng lên cao. Và họ có thể chốt lời cho các nhà đầu tư đến sau. Hoặc ngược lại, họ có thể bán hợp đồng phái sinh trước. Và đến giờ ATC, lúc đó họ mới bán các cái chứng khoán cơ sở ra làm cái hợp đồng phái sinh giảm rất mạnh. Và thực tế ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng tôi quan sát thấy rất nhiều lần như thế. Và thực tế là các nhà cái sẽ là những người cầm đằng chuôi và bạn chỉ là những người cầm đằng lưỡi con dao sắc mà thôi. Và thứ ba, chơi chứng khoán phái sinh có thể làm bạn mất 100% tài sản của mình. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn đầu tư rủi ro thì 1 tỷ giảm 90% thì còn có 100 triệu thôi.
Và để 100 triệu mà lên trở lại 1 tỷ thì bạn phải tăng 900%. Bạn hãy lỡ nhớ điều đó. Chính vì thế cho nên ngài Warren Buffett đã từng chia sẻ, đã từng có những cái câu nói rất nổi tiếng. Ví dụ như nguyên tắc thứ nhất, không bao giờ để mất tiền. Và nguyên tắc thứ hai là không quên nguyên tắc thứ nhất. Đó, bởi vì như chúng ta nhìn thấy đây rất lợi hại. Nếu bạn thua lỗ 90% tài sản của mình thì để lấy lại cái tài sản ban đầu bạn phải tăng 900%. 900%. Đó, rất nguy hiểm. Vì thế cho nên cái này cực kỳ rủi ro đối với các nhà đầu tư mới. Và thực tế, chứng khoán cơ sở thì khoảng 90 đến 95% nhà đầu tư thua lỗ. Nhưng phái sinh nó là con số 99% đấy quý vị và các bạn ạ. Đó. Và mới tham gia thị trường chứng khoán, chơi phái sinh cũng giống như bạn chưa học lái xe mà đã nhảy lên ngồi lái chiếc xe công thức 1, xe đua F1 đấy, vào các trường đua với những tay đua chuyên nghiệp, thì điều đó không khác gì bạn tự sát cả. Sau đây tôi sẽ giải đáp những cái câu hỏi, những cái trao đổi của quý vị và các bạn. Vâng, tôi có nhận được một câu hỏi của bạn bạn Trần Tiến. Bạn ấy hỏi là cho biết là các cái chứng khoán phái sinh gồm chứng khoán nào. Thì đây, tôi sẽ vào bảng giá cho quý vị và các bạn biết đấy ạ. Đầu tiên là hợp đồng. Đây ạ, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đấy ạ. Hiện tại là có 4 hợp đồng. Đó là VN30 F2006, tức là tháng 6 2020 sẽ đáo hạn đấy ạ, 18 tháng 6 sẽ đáo hạn. Hay là VN30 F2007, tức là tháng 7 năm 2020 sẽ đáo hạn. Tiếp theo là VN30 F2009, tức là ngày 17 tháng 9 năm 2020 sẽ đáo hạn. Tiếp theo là VN30 F2012, tức là tháng 12 năm 2020 sẽ đáo hạn đây ạ. Rồi là có hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ đây ạ, cũng có 3 cái hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Tiếp theo về chứng quyền chẳng hạn, đây có rất nhiều các cái chứng quyền, các mã chứng khoán. Ví dụ như chứng quyền mã CTD đây, CCTD, đúng không ạ? Đạm Phú Mỹ, FPT, FPT. Tức là mỗi một công ty thì họ lại có một ký hiệu khác nhau. Ví dụ FPT đây có rất nhiều mã đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mã FPT thì ở rất nhiều các công ty chứng khoán khác nhau đúng không ạ? Rồi là ZMandep cũng có, rồi là HD Bank, rồi là Hòa Phát đúng không ạ? Rồi là MBB đúng không ạ? MBB. Rồi là Masan cũng có đây, Thế Giới Di Động đúng không ạ? Novaland, PNG đấy ạ. Rồi RE, rồi là ROS cũng có, rồi là SBT cũng có, đúng không ạ? STB cũng có, đúng không ạ? Techcombank có, đúng không ạ? Rồi là VHM của Vinhome có, VIX có, đó. Vinamilk có, Vietjet có, VRE có, VPBank có, vân vân. Thì đây là các cái chứng quyền, các cái phái sinh, đây đều là chứng khoán phái sinh cả. Được chưa ạ? Đúng không ạ? Và tiếp theo, có bạn hỏi tôi rằng ô, chứng khoán phái sinh bạn ấy được nghe quảng bá là lỗ giới hạn nhưng mà lãi không giới hạn. Thì tôi xin trả lời bạn như thế này: lỗ giới hạn tức là giới hạn trong 100% tài sản của bạn đấy ạ, đúng không ạ? Ví dụ bạn ký quỹ 6 triệu đồng thì lỗ giới hạn chỉ là 6 triệu, nghe có vẻ rất nhỏ đúng không? Nhưng bạn hãy nhớ rằng 6 triệu đấy là toàn bộ tài sản của bạn bỏ vào cái chứng quyền đó. Tức là lỗ giới hạn ở mức 100%. Nó có phải giới hạn không ạ? Nó là vô cùng không giới hạn, nó là lỗ toàn bộ của bạn. Còn lãi, về nguyên lý lãi không giới hạn. Tức là ý là bạn mua chỉ số VN30 ở 900 điểm, nó có thể lên được 900.000 điểm, 1 triệu điểm vân vân, đúng không ạ? Ý là như thế đúng không ạ? Nhưng thực tế nó không phải dễ như thế đâu, nó không thể tăng mạnh được như thế đâu bạn ạ. Mà là lỗ ở đây là lỗ có thể toàn bộ tài sản của bạn. Được chưa? Còn lãi thì nó mới có giới hạn thì mới đúng hơn. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi cho bạn về cái vấn đề này. Bác Nguyễn Anh Tuấn có hỏi là đánh phái sinh ở Việt Nam có bị sửa lến hay không? Sửa lến là cái gì nhỉ? Phục cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng đại loại là bác đầu tư phái sinh, chơi phái sinh ở Việt Nam ấy, hay ở trên thế giới đều thế thôi. Nói tóm lại là họ cũng có các cái tay to, họ cũng có các nhà tạo lập. Đặc biệt ở Việt Nam thì cái đó rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Và chúng tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều các cái vụ đảo chiều ở cuối phiên rất kinh hoàng.
và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ tiền ở những cái phiên như đó. Hay là Covid-19 xảy ra chẳng hạn, rất nhiều người cháy tài khoản, rất khủng khiếp. Đó, Trọng có chia sẻ là thôi mình làm người tốt không chơi phái sinh đúng không ạ? Vâng, riêng phái sinh thì chúng ta gọi là chơi, chứ chúng ta không nên gọi là đầu tư làm gì cả, đúng không ạ? Bởi vì khái niệm đầu tư nó cũng khó trao đổi lắm. Nhưng đại loại là đầu tư là nó mang mục đích là đồng hành cùng doanh nghiệp để hướng lợi một cách lâu dài, thì nó gọi là đầu tư. Và lâu dài ở đây không phải là một tháng là lâu dài đâu ạ, mà cũng không phải một năm đâu, nó phải là 3 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí đồng hành cùng doanh nghiệp hàng hơn chục năm, đúng không ạ? Bạn Eden có hỏi là ví dụ cổ phiếu cơ sở dựa vào báo cáo tài chính để phân tích dự phóng, vậy phái sinh dựa vào điều gì để phân tích ạ? Nếu rủi ro như chơi bạc mà sao nhiều người chơi thế? Thứ nhất, cổ phiếu thì bạn dựa vào báo cáo tài chính bạn phân tích được. Tương tự phái sinh thường phân tích chúng ta, nhưng mà phái sinh thường rất ngắn. Thế thành ra cơ bản doanh nghiệp nó không nói lên nhiều điều đâu các bạn ạ. Cơ bản doanh nghiệp, tôi lấy ví dụ chúng ta làm ở công ty để chúng ta tăng được đồng lương, có khi chúng ta phải mất 1 năm cơ, 2 năm thì chúng ta mới tăng một được đồng lương. Tương tự doanh nghiệp để thay đổi về cơ bản, xem nó tốt xấu để nó hiện ra chẳng hạn, thì có khi nó phải mất 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí nhiều năm hơn. Thế do đó rằng nó phải đầu tư dài hạn thì cái nền tảng kết quả kinh doanh nó đưa ra và bạn thắng được, bạn hiệu quả được, thì đấy mới là phân tích đầu tư. Còn đối với phái sinh thì rõ ràng là chúng ta đầu tư toàn là ngắn hạn, có khi là 5 phút, 10 phút, 7 phút, 20 phút. Thì nhiều các cái trader chuyên nghiệp cũng như các nhà đầu cơ thì họ sử dụng các cái bộ nến đó, họ sử dụng biểu đồ kỹ thuật để họ mua đi bán lại. Thì hoặc là thay vì bạn nhìn lên, nhìn biểu đồ kỹ thuật thì bạn dự báo thôi. Bạn nghĩ rằng ngày mai thị trường giảm chẳng hạn, ngày kia thị trường tăng chẳng hạn. Nếu mai giảm chẳng hạn thì có thể bạn sọt phái sinh ngay từ lúc điểm cao, đúng không? Hay bạn dự báo tăng chẳng hạn thì bạn mua phái sinh trước. Đó, thì đấy là ví dụ của tôi. Và bạn hỏi là nếu rủi ro như chơi bạc thì mà sao nhiều người chơi thế ạ? Thì xin thưa với bạn Eden là ở Việt Nam cái trò vé số, cái trò sóc đĩa, trò đánh đề, bạn có thấy nhiều không ạ? Vô cùng nhiều, vô cùng lớn. Bởi vì thực sự là cũng không hẳn là ở Việt Nam đâu, ở trên thế giới cũng thế. Các cái nhà đầu tư cá nhân họ rất là thích, họ rất là đam mê cái việc đánh bạc đấy. Đó, họ muốn kiếm tiền nhanh, họ muốn vừa mua một cái lãi ngay 10%, 20%. Thế do đó rất nhiều người lao vào. Và một thực tế cho thấy, bạn có thể nhìn thấy đa cấp ở Việt Nam phát triển rất mạnh. Thậm chí nó còn cam kết trả lãi một ngày 1% cơ, mà còn rất nhiều người tin là có thật. Trong khi các đại gia thì phải đi gửi ngân hàng kiếm 7% một năm. Đó, đấy là lý do vì sao mà nhiều người ở Việt Nam chơi phái sinh đến vậy. Ngoài ra có rất nhiều nhỏ lẻ lao vào chơi như thế, thì đồng thời với đó cũng có rất nhiều các cái tay to, các cá mập, các nhà tạo lập, họ nhảy vào để họ chén những cái tay cá nhân đó. Và nó làm cho thị trường ngày càng sôi động hơn. Đó, ngày càng sôi động hơn. Anh Nguyễn Tấn Anh có chia sẻ nên đánh chứng khoán phái sinh hay đánh Forex hơn anh? Thực sự là mình cũng tham gia thị trường rất nhiều, Forex thì mình chưa tham gia. Nhưng mà độ rủi ro của Forex có khi nó còn cao hơn phái sinh đấy ạ. Nếu mà anh đánh bạc thì anh có thể cứ thử cả hai đi, xem cái nào nó thú vị hơn, hấp dẫn hơn thì chúng ta tham gia, đúng không ạ? Bạn Lê Hoàng có hỏi là xin slide à? Ô, slide này thì nó cũng không có gì đâu bạn ơi. Bạn có thể nhìn ở trên clip này được. Hoặc là bạn muốn xin slide thì bạn có thể chat với page AZFIN nhé. Thì Phục sẽ báo cái bạn phụ trách, bạn ấy sẽ gửi cho bạn ạ. Có bạn Hoàng Công có vừa mới hỏi là ôi chừng đánh chứng khoán phái sinh phê lắm, em thấy á, rất nhiều anh chị khoe là lãi cả trăm triệu, cả vài trăm triệu trong vòng có vài ngày, có đúng không ạ? Thì thưa với bạn là nếu có người lỗ vài trăm triệu thì có người lãi vài trăm triệu thì đúng đấy ạ. Tuy vậy nhưng mà như Phục đã chia sẻ ở trên, Phục thấy 99% nhà đầu tư cá nhân là cháy tài khoản, là thua lỗ. Và Phục biết một số các cái tay to, rất to ở trên thị trường họ lãi rất lớn. Họ lãi cả mấy chục tỷ, cả trăm tỷ có cơ. Còn lại là những cá nhân để mà lãi được thì rất hiếm, gần như không có.
Có thể trong một deal nào đó họ kiếm được lãi, nhưng có một quá trình dài thì họ không hề lãi đâu, rất ít người lãi. Đức Nam có hỏi, anh cho em hỏi về triển vọng phát triển của thị trường phái sinh ở Việt Nam ạ. Thì thực sự ở Việt Nam thì do cái tâm lý của nhà đầu tư cá nhân họ rất là thích trading. Thế do đó là cái sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh Phục nghĩ là sẽ rất là mạnh. Bên cạnh đó thì rất nhiều các cái tổ chức lớn trên thế giới họ tham gia, thì họ cũng cần các cái chứng khoán phái sinh để với những cái mục đích nhất định của họ. Bởi vậy phái sinh sẽ phát triển rất mạnh. Thực tế chúng ta có thể thấy ở đây, phái sinh đấy ạ, ví dụ hợp đồng chỉ số đây, nó giao dịch rất là nhiều hợp đồng đã. Số lượng hợp đồng lên đến 300.000 hợp đồng. Bạn cứ thử tưởng tượng giá trị mỗi hợp đồng, ví dụ 900 điểm chẳng hạn, một điểm chúng ta thua lỗ hay chúng ta thắng, đó là 100.000. Thì một hợp đồng 800 điểm như này, giá trị 800 điểm, tức là mỗi một hợp đồng tương đương với cái dân chuyên ngành nó gọi là giá trị rủi ro, tương đương với 800 triệu. Thì 300.000 hợp đồng này, thì chúng ta thử tưởng tượng nó tương đương với giá trị đánh giá là khoảng độ bao nhiêu ạ? Khoảng 24.000 tỷ, tương đương với 24.000 tỷ. Nó rất là khủng khiếp. Và cách đây khoảng độ 1 năm, chúng tôi thấy rằng cái giá trị giao dịch lên đến 80.000 hợp đồng, 100.000 hợp đồng đã là quá lớn rồi. Thế mà bây giờ chúng ta vừa nhìn đấy, nó đã lên đến hơn 300.000 hợp đồng. Một con số kinh khủng khiếp. Nó cho thấy rằng cái mức độ đánh bạc của thị trường, của nhà đầu tư cá nhân đã lên đến đỉnh cao rồi. Rất là cao rồi. Thậm chí tương lai nó có thể cao hơn. Bên cạnh đó thì rất nhiều các cái chứng khoán phái sinh khác sẽ có cơ hội phát triển, như chứng quyền, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, rồi rất nhiều thứ nữa. Khi thị trường mình càng phát triển sẽ có càng nhiều sản phẩm, và có càng nhiều sản phẩm thì mới được quốc tế họ đánh giá cao, để khi họ cần công cụ gì thì có công cụ đó. Lê Hoàng có hỏi là bạn có kênh YouTube để xem lại không? Thì nhân tiện trao đổi luôn, thì chúng tôi có kênh YouTube là Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam nhé. Đó, thì mọi người vào kênh này cùng nhau nghe lại nhé. Ngoài ra ở kênh này chúng tôi chia sẻ là có rất nhiều các cái clip hữu ích, vô cùng clip, nhiều clip hữu ích và được đánh giá rất cao. Đó, đấy ạ, và bạn vào có thể theo dõi. Kể cả chứng khoán cho người mới cũng có một series, rồi là các cái rủi ro, rồi phân tích cổ phiếu, rồi định giá cổ phiếu, chúng tôi có hết ở trên này rất rõ ràng cho bạn ạ. Mời các bạn vào kênh để các bạn theo dõi ạ. Tiếp theo, Nguyễn Hữu Trọng có hỏi nhà đầu tư cá nhân phòng ngừa rủi ro chứng khoán cơ sở bằng chứng khoán phái sinh như thế nào ạ? Rất đơn giản, Trọng mà sở hữu một danh mục cổ phiếu chẳng hạn, bạn có thể dự báo ví dụ thị trường chứng khoán sẽ xuống chẳng hạn, thì khi đó bạn có thể sọt hợp đồng phái sinh để bạn bảo vệ vị thế của mình. Ví dụ như chúng tôi thì chúng tôi nắm giữ những cổ phiếu lên đến 7 năm. Bây giờ có những cổ phiếu lên đến 7 năm và nắm những cái danh mục rất dài mà chúng tôi không hề muốn bán ra. Nếu chúng tôi nghĩ rằng sắp tới thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh sau một thời gian tăng từ 650 lên 900 thì chúng tôi có thể bán một số hợp đồng phái sinh đi. Đó. Ví dụ bán vài chục hợp đồng phái sinh chẳng hạn, để nếu thị trường chứng khoán có giảm thật, danh mục chúng tôi có giảm lợi nhuận nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ nó, thì chúng tôi sẽ lại được lãi từ phái sinh đập vào. Đó, thì đấy là cái hedging của nhà đầu tư cá nhân. Nó cũng y như nhà đầu tư tổ chức mà thôi, nó không có gì khác nhau nhiều cả. Đó, đấy là cái trao đổi của chúng tôi. Còn chúng tôi trao đổi lại, đây là kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam của chúng tôi. Có rất nhiều các cái clip thú vị cho quý vị và các bạn ở đây. Có thể là người mới cũng có thể xem được, và người cũ thì cũng có thể xem được. Người 10 năm kinh nghiệm thì vẫn có những cái chương trình cho quý vị và các bạn. Đây ạ, nó có các cái danh sách phát đây ạ. Đấy ạ, đúng không? Danh sách phát về cho người mới này, danh sách các phương pháp phân tích cơ bản này, danh sách về đầu tư chứng khoán thời khủng hoảng kinh tế này, hay bài học kinh nghiệm đầu tư này, hay là cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam này, vân vân, rất nhiều các cái clip cho quý vị và các bạn. Có một bạn có nhắn tin cho tôi hỏi, ở chứng khoán phái sinh rõ ràng chơi rất vui, đúng không ạ? Và em thấy nó cũng khá thú vị chứ, nếu dự đoán đúng thì sẽ lãi rất là lớn. Đúng vậy ạ, nếu bạn dự đoán được thị trường một cách chuẩn xác, rất là chính xác, thì bạn có thể lãi rất rất lớn từ thị trường này.
đúng không? Nhưng mà thông thường thì đây là một chia sẻ, chúng tôi thấy rằng cái dự báo đúng thị trường đối với những thống kê của một số chuyên gia trên thế giới ấy, thì cho thấy dự báo đúng sai thì về cơ bản được xác suất có 33% thôi hay 35% gì đó. Đó. Thì trên đây là những cái trao đổi của tôi về những cái câu hỏi đó. Và bây giờ bạn Trọng có hỏi là đầu tư cổ phiếu mà mua phái sinh rất dễ bị dao động, chẳng biết đâu mà lần, có khi lại mất hết tiền ở cả hai loại chứng khoán. Thì Trọng chia sẻ rất hợp lý đấy, bởi vì có rất nhiều các nhà đầu tư từng bị như thế rồi. Họ ví dụ họ nghĩ thị trường chứng khoán lên mạnh, họ mua cơ sở, bên cạnh đó họ lại mua cả một đống phái sinh nữa. Thế là chẳng may thị trường chứng khoán đảo ngược, bị giảm rất mạnh chẳng hạn, thì ngay lập tức họ không những cháy tài khoản phái sinh mà họ lỗ rất thảm hại ở chứng khoán cơ sở. Đấy là họ muốn gọi là gia tăng, gọi là double rủi ro để double lợi nhuận. Tức là người ta có câu high risk, high return đó. Thì đấy là cái cách người ta thường làm như vậy. Đó. Và trên đây là cái chủ đề live stream của tôi về chứng khoán phái sinh là gì, có những rủi ro như thế nào đối với các cái nhà đầu tư mới. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái buổi live stream sắp tới vào 9 giờ tối chủ nhật tuần tới. Thì quý vị và các bạn có trao đổi, có thắc mắc gì thì hãy chat BZFIN Việt Nam, thì chúng tôi có những cái bạn có trực sẵn để hỗ trợ quý vị và các bạn ạ. Và bây giờ xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tuần sau ạ.